Hôm bữa bạn nó mất ảnh không có ạ, chơi cho nó mượn. Bạn trai hay gái? Con cho con trai em được. Con trai hả? Chưa bố mình à. Anh em nào hiếu kim cương để quay đồ, nhanh tay đến ngay đào đến ép chấm cơm. Giáng sinh vui vẻ, giảm giá tất cả các loại quay lên tới 50%. Và đặc biệt một điều, top 1 tháng sẽ được hơn 70% giá tiền thế nào. Shop có đủ các loại dòng quay, thoải mái cho anh em lựa chọn, những tỷ lệ trúng kim cương cực cao, chỉ có tại đào đến ép chấm cơm. Nói chung bây giờ á, em chỉ cần bắn nhiêu kêu được bao nhiêu kim cương cứ nhân lên. Còn bây giờ nếu mà em không phải cận đó, em không được 5 kêu đấy, em sẽ thơm anh 5 cái, dám không? Dễ gì. Thì em lời mà được thơm anh đó mà, cứ lỗ đâu. Chiến nha. Kim cương anh nhiều à? Nhiều. Ghê. Ok chưa? Chiến nha. Thì vô đi, em sợ. Ok vô luôn nè, để chiến chơi luôn nè. Ok. Ok vô, sẵn sàng ngay. Ủa cái đéo gì đây? Cô làm cái gạt tôi bị thiết bị nhập với anh em. Phải cứ khi trước hôm nay có một mình tôi, người tôi biết là sao kỳ vậy. Cày thế nhở. Ủa em cái hạt anh bị gì mà tự nhiên nó bị người ta nó nhập kìa. Là sao? Phải cứ là bị hắc à. Toàn thật rồi vui em mà. Anh bị người ta dọa đó hả? Vì chắc hôm bữa em nói cho bạn mượn. Vậy em nói vậy em cho bạn em mượn hả? Hôm bữa bạn nó mất ảnh không có hạt chơi cho nó mượn. Bạn trai hay gái? Con cho con trai em được. Con trai hả? Chưa bố mình à? Con chạy nó mất à cô. Xong cái em không có hạt nào đi cho nó chơi hết. Nhưng em đưa cả mặt mình. Em lấy cái hạt bạn trai mình mà đi cho nó mượn hả? Sao mày ngu thế hả? Cho thằng con trai mượn luôn. Má, nó vô nữa trợ cái gì vậy? À dạ không biết cho tôi chơi mấy luôn ai giờ tự nhiên nó mất cái một mất luôn anh em. Giờ tôi không biết sao hạt đó rồi người ta không mua. Quá trời không mua luôn mà tôi không bán anh em đi hạt tâm quyết, anh em không biết là tâm quyết là nó kiểu mà đi chúng mình bao lâu anh em, mình quý nó anh em mà không mình bán được anh em ạ. À. Giờ nấu canh nó tự nhiên đưa cho thằng nào nó lấy bà cái hạt luôn. Đổi luôn mật khẩu thì đổi hết thông tin luôn anh em ơi. À, cày quải cho mà khẩu cũ vô hết được luôn rồi. Rồi tôi biết sao nữa. Cái hạt nó gắn bó tôi từ lúc mà tôi mới chơi game luôn tới giờ anh em. Chưa bao giờ bị mất hạt luôn anh em. Tôi mới chơi game mà tôi chưa bao giờ nếu mà bị mất hạt. Tôi đưa hạt cho ai lạ luôn. Giờ phút đó tôi không bao giờ cho ai biết luôn. Đấy, nhưng mà đậu xanh giờ tự nhiên phù một cái nó mất hạt luôn anh em. Tôi không biết sao giờ luôn. Kiểu tôi kiểu mà mới quá đầu tôi biết tên này tôi học hẳn luôn anh em. Tôi không ngờ luôn á. Em cũng biết cậu gạt đó là của tôi, mỗi lần mà thầy live stream hay là thầy làm clip YouTube cho em xem á là toàn đó anh em, không giờ dùng mặt khác hay là mặt ai cả. Bởi vì nó kiểu mà nó gắn bó mình lâu rồi quý nó anh em. Em cũng biết lạc tư nó không phải là những cái đặc mà giàu hay gì sang chảnh như một quân top 6 hay cấp 7 thôi anh em. Đặc thầy thì nói chung là cũng có tầm 4 cây cấp 7 thôi anh em ạ. Cũng có 4 cây thôi. Được cái là nó gắn bó mình quý nó anh em ạ. Nhưng mình không có bán nó hay làm gì cả nó được. Bây giờ ồn cái à, mất ạc luôn anh em. Ạc tôi đang chơi hiện tại tôi mượn ạc người yêu tôi chơi đỡ anh em. Chứ bây giờ tối rồi, bây giờ có ai đâu ngặt chơi anh em. Bây giờ tôi có chán làm cái lấy tình tâm sự với anh em. Buồn mãi thiệt đó anh em. Mà tôi không hiểu tại sao luôn anh em. À có tôi mất luôn, không hiểu tại sao cho người yêu tôi mà cho cái thằng bạn thân nó mượn luôn á. Cái thằng bạn thân nó chơi bao lâu nữa mà dám cho nó mượn nhạc, bây giờ nó lấy luôn anh em à. Thề luôn. Thật đó tôi không dám cho ai mượn luôn á. Ngoài tôi nghĩ ra tôi không hề mà kiểu mà không cho mà ai đụng cái gạch đó luôn anh em. Những người mà tôi tin tưởng tôi cho mượn gạch thôi anh em. À tôi không biết luôn anh em. Bây giờ tự nhiên đùng cái mất luôn cái gạch. Giờ không biết tôi nói sao nữa. Nó buồn quá thật anh em. Tôi đang định gãi kèo cho anh em coi mà tự nhiên bây giờ đùng cái mất luôn cái gạch.
giờ tôi phải chơi à ké của người yêu tôi nữa nè. Nói chung là cái sự việc này thì chắc chắn là không muốn xảy ra rồi anh em. Tôi không biết cái Facebook của thằng đó hay là cái liên hệ thằng đó một cách nào để có thể là hỗ trợ là chuột cái ạc hay là như thế nào cả. Một là chuột cái ạc hay là phải nhờ người hacker lấy ạc ấy. Chứ bây giờ xuống lại tôi để cho mất ạc nó sao anh em. Thì bây giờ cái hợp lý tôi hỏi thử người yêu tôi coi ạc đó là thằng nào mượn Facebook thằng đó cái gì. Thật anh em à, nhiều khi bạn bè anh em chơi thân qua mạng anh em cũng được có tin anh em. Ví dụ nó thân anh em tới cỡ nào thì có ngày nó bán đứng hay là nó kiểu như nó lấy ạc anh em thôi. Đấy. Vậy anh em nên an toàn hết là anh em không tin cho nào mượn cái gì cả. Đó là những cái gì thầy còn chia sẻ với anh em. Bây giờ nó dùng nó làm thân anh em đây đúng không? Nó lấy ạc anh em cũng đâu có làm gì nó được. Chừng nào mấy thằng mà kiểu mà gần nhà mình chơi chung ha, học chung hay gì đấy anh em đó thì nó còn uy tín đỡ một xíu anh em. Kiểu mà mấy thằng quen trên mạng ấy tôi thua luôn anh em. Nạp trên dưới được phải tầm hơn 200 củ rồi đó anh em. Nói chung là đồ bẫy với lại sự kiên chống là quá trời của đất luôn. Nói chung là tiền mà quan trọng không biết thì nó nạp lâu lâu thì mình cũng không biết là giá cái thật sự là nó có bao nhiêu anh em. Mà quan trọng á là cái tuổi thơ với lại một cái kỷ niệm mình gắn bó với nó rất là nhiều luôn. Thấy cái mình chỉ cần quan trọng cái kỷ niệm thôi, mình không quan trọng cái gì cả. Chắc chắn tôi hứa anh em lạc đó tôi sẽ lấy lại, hoặc là tôi sẽ tìm cách tôi hỏi chuột lại chứ không bây giờ tôi để mà kiểu mà bị mà đánh mất như vậy anh em. Đó kiểu như nó như một cái người bạn của mình á, kiểu như một người bạn á, bây giờ mình đi đánh mất á. First blood. Hiểu luôn. Mà tôi thấy người yêu tôi chơi thường thường là chơi với nói chung là chơi với anh em trên live hoặc là chơi với mấy bạn nói chung là cũng biết chơi với nhiều người nói chung là nhiều con trai lắm anh em. Thì tôi ở gần tôi cũng biết là chơi với một cái mối quan hệ bình thường thôi. Tôi không có gọi là những cái ghen hay là gì nhiều quá nhiều cả. Đấy. Chung là ghen đúng thì ghen rồi anh em chứ đừng có kiểu mà ghen làm những lố anh em không. Cái này mà giờ bắt ạt rồi thì giờ tôi không biết. Không sao chứ là mình đi trách người yêu mình. Bây giờ mình đi trách người yêu mình hay là mình đi mắng người yêu mình anh em. Bây giờ tôi không biết sao cái Tết tới rồi tự nhiên giờ chưa được cái gì hết trơn á, mất cái ạc nữa. Cái này nếu mà tôi mong Tết tôi có một cái Tết an lành anh em mà tự nhiên chưa gì hết mà mất cái vụ mất cái ạc này tôi thấy đội xanh xui bà cố luôn á. Vừa nghe tin một cái là tôi bị tù cảm hứng luôn, không biết làm gì luôn á. Bây giờ cầm mặt người yêu chơi tôi nghĩ là mốt livestream hay là tôi làm clip chứ. Mà lúc mà tôi chưa lấy được ạc á tôi phải mượn ạc người yêu cho anh em chứ tôi không có được ạc đâu mà tôi xài được anh em à. Chắc giờ tôi chắc chắn với anh em chơi Free Fire là đó giờ anh chơi chắc chắn anh em phải mất ạc. Nhưng mà số đông anh em mất ạc từ 1 đến 2 lần rất chi là nhiều luôn nói thật. Anh chơi Free Fire là anh em đã từng trải qua một cái cảm giác mà mất cái con ạc tâm huyết của mình rồi đúng không? Anh em nào đã trải qua rồi anh em comment phía dưới thì nói chung là bạn nào thì cũng có trải qua hoàn cảnh này thì anh em cùng đồng cảm và nói chung là động viên nhau anh em à. Và tôi mong anh em giờ tôi chỉ mong có một lời động viên của anh em thôi. Như một lời an ủi như là sao sao anh em cho mình có động lực lại anh em chứ giờ mình không sao nữa. Bây giờ mình chỉ cần một lời động viên từ anh em thôi, mình có động lực lại mình làm clip mình livestream cho nó có sức sống anh em. Chứ bây giờ mình thì tâm lý như vậy mình nói thiệt đó mình không có làm ăn gì được. Cái gì anh em nào mà bị hoàn cảnh giống tôi thì anh em cứ việc comment ở phía dưới nha để tôi với lại những anh em khác còn đồng cảm với nhau nữa. Chứ bây giờ tôi mới đầu lần đầu tiên tôi hiểu được cái cảm giác này luôn á. Trước giờ tôi chơi tôi chưa bao giờ mất cái ạc luôn. Ạc tôi anh em nó biết là chơi từ đầu tới giờ là chưa bao giờ bị mất luôn. Bây giờ nó mất anh em, bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của nhiều người mà mày kiểu bị mất ạc ấy. Đó giờ tôi kiểu mà tôi thấy người ta bị mất ạc tôi cũng kiểu mà không có
không có gọi là như nào gọi đau hay là như nào anh em. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được những cái cảm giác của anh em trải trải qua như thế nào. Không phải là vì cái dung á, là admin thì nạp tiền nhưng mà chắc chắn là phải tiếc rồi anh em. Chứ là admin mình cài mình là một ví như anh em mua một con xe mới đi đúng không, anh em mua một con xe mới đi, tự nhiên anh em bị thằng nào ăn trộm này cái anh em cũng phải cảm giác thôi, nó cũng như vậy đó. Anh em rất yêu quý con xe luôn, tự nhiên bây giờ cái bị thằng nào ăn trộm hết. Xem bạn có một thằng AFK này. AFK này đến thì tới nó cứu bộ anh em. Tôi mà không bắn là tới nó cứu bộ ấy. Nói chung là bây giờ là khoảng em cũng thấy là bây giờ là anh em thấy không, 1 giờ mấy khuya mà giờ tôi nghe tin này có mấy ngàn tới Tết mà tôi nghe tin này thiệt luôn á, ăn Tết không nổi luôn á. Thầy luôn. Thế bây giờ tôi làm cái gì cũng như là nó kiểu mất tự tin anh em á, cái chung là mất cái tinh thần luôn á. Tôi mong là anh em động viên tôi bằng một cái lời comment hay gì bên dưới để tôi đọc. Nói chung là anh em cứ comment đi anh em, những lời động viên của anh em tôi comment tôi sẽ hạ tim và tôi sẽ đọc hết anh em. Mà chắc chắn tôi hứa với anh em một điều ấy, là tôi sẽ lấy lời gặp đó. Đấy, tôi cố gắng bằng mọi cách tôi sẽ hê hacker rồi tôi sẽ liên lạc với bọn nó để đi chuột anh em. Không bao giờ mà tôi kêu để mà mất oan cái hạt của tôi vậy được. Nhưng khi không hạt mình chơi mình cài mà để cho một thằng không biết nó là ai mình đi lấy anh em. Nhưng mà ra bên kia vẫn bắn khá là kỹ luôn anh. Mình chơi nhảy keo nè. Nó hình như mình thằng đó hình như là tôi có Facebook hay sao ấy, chắc chắn là sẽ lấy được. Má gạt nó tôi chạy qua biết bao nhiêu là vui buồn luôn. Thấy nó đi chung với tôi nè, hắn thua nó chạy qua bao nhiêu trận ra đấu nè. Nói chung là từ Ấn Độ với tận luôn xưa. Nói chung là tận các trận đấu là tôi đều có sự góp mặt với những cái gạt đó anh em. Bây giờ kỷ niệm tôi rất chi là nhiều cái gạt đó luôn. Bây giờ nó mà mất cũng như một anh em biết là một cái món quà được tự mình mua đi đấy. Nó rất là kỷ niệm luôn. Tự nhiên bây giờ nó mất thì em cũng biết là cảm giác thế nào à. Kiểu nó khó chịu mà kiểu có như thế nào tôi không thể tả được luôn anh em à. Bây giờ cái hạt của tôi coi nó như một người bạn thân vậy đấy. Như một người bạn thân luôn. Còn cái thằng mà lấy hạt tôi ấy, nó thật ấy. Nếu mà tôi tìm ra nó là ai đấy. Còn xanh mà cái thứ nhất là tôi tìm cách lấy lại hạt trước cái đã đúng không anh em. Cái hai là mình phải tìm cách mình nói chuyện với ba mẹ nó, hay là mình nói chuyện với nó để mình bóp nó không là dở tò nó được anh em. Bây giờ anh em cứ chơi với nhau mà nãy người yêu tôi nói là bạn thân luôn á, như bạn thân luôn anh em, mà thân luôn mà nó còn chơi dậy kiểu vậy nữa. Chung là cái này cũng là một bài học dành cho anh em nhớ là anh em rút kinh nghiệm nha. Còn bây giờ tôi phải cố gắng được tìm cách của tôi lấy gặp tôi thôi anh em. Ok thì nói chung là bây giờ thì tôi tìm Facebook nó thôi anh em ơi. Tôi mong là tôi sẽ tìm ra để tôi nói chuyện được với nó, chứ bây giờ là không thể nào tôi để gặp tôi mà kiểu bị mất như vậy được anh em ạ. À.